Oanh Kiều, nàng thơ nước mắt của phim Việt, khóc mà vẫn đẹp, không so sánh mình với Nhã Phương. Duyên Kiếp đã đi hết chặng đường của mình và nhận về nhiều sự yêu thương của khán giả. Trong đó, vai Lan của Oanh Kiều gây được ấn tượng lớn bên cạnh những nhân vật khác. Nhờ diễn xuất chắc tay, thể hiện được số phận trương chuyên của một cô gái nghèo mà nhân vật của nữ diễn viên sinh năm 1989 thêm phần cảm xúc. Trước Duyên Kiếp, Oanh Kiều từng có thời gian dài hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên. Một trong những dạng vai mà cô thường đảm nhận cũng có màu sắc như Lan trong Duyên Kiếp, đó là những cô gái có số phận vất vả, éo le hay trục trặc đường tình cảm. Bởi thế nên hầu như những vai diễn của cô đều phải khóc. Các cảnh khóc của nữ diễn viên lúc nào cũng mang đến cảm xúc chân thật và chạm đến trái tim người xem. Với vẻ đẹp nhẹ nhàng thục nữ mang hơi hướng của những cô gái Tây Nam Bộ mà Oanh Kiều dễ dàng hóa thân thành các dạng vai như trên. Đặc biệt với đôi mắt biết nói và chút đượm buồn, Lan của Duyên Kiếp không khó để chinh phục cảm xúc của khán giả. Cũng nhờ khả năng biểu đạt cảm xúc đầy màu sắc mà Oanh Kiều cũng thường là cái tên, được các đạo diễn tin tưởng giao cho trọng trách trong các MV. Oanh Kiều cũng là yếu tố tô điểm thêm thành công cho các bài hát như Nói chia tay thật khó, Lớn rồi còn khóc nhè, hay gần đây nhất là MV mới phát hành của Đức Phúc, Quá khứ đôi hiện tại đơn. Oanh Kiều sinh năm 1989 ở Đà Lạt, trong một gia đình 5 anh chị em và không có ai theo nghệ thuật. Với đam mê diễn xuất của mình mà cô đăng ký vào trường sân khấu điện ảnh và học chung khóa với nhiều tên tuổi nổi tiếng như Ninh Dương, Lan Ngọc, Nhã Phương. Một số dự án nổi bật mà nữ diễn viên từng góp mặt như Đam mê nghiệt ngã, Tấm lòng của biển, Giọt nước mắt hận thù, Lấy chồng sớm làm gì, Tiếng sét trong mưa. Như đã nói, Oanh Kiều thường được giao cho các nhân vật mang số phận bi ai, nên khán giả thường đóng khung cô với hình ảnh có phần sướt mướt. Tuy nhiên, riêng nữ diễn viên lại cảm thấy mình không lặp lại nhân vật. Mỗi lần đọc kịch bản, tôi lại bị nhân vật cuốn đi. Mỗi nhân vật ở các bộ phim khác nhau luôn có tâm lý, đời sống riêng. Những nhân vật tôi nhận đều có số phận cay nghiệt. Khi đọc tôi thương họ và không từ chối được. Khi bị so sánh với đồng nghiệp, đặc biệt bạn bè cùng khóa như Lan Ngọc hay Nhã Phương, Oanh Kiều thẳng thắn chia sẻ. Tôi thích một câu nói, nếu bạn muốn trở thành bậc thầy trong một lĩnh vực nào đó, bạn sẽ phải sẵn sàng vượt qua điểm thử thách. Bạn sẽ cần phải sẵn sàng tiếp tục trong khi mọi người khác có ý định bỏ cuộc. Đi nhanh đến đâu cũng không thành vấn đề, miễn là bạn tiếp tục tiến lên. Bởi vì thành công là một thứ gì đó đến rất bất ngờ. Điều quan trọng nhất là tôi không bao giờ so sánh mình với đồng nghiệp. Như tôi và Lan Ngọc học chung một lớp nhưng mỗi người có một thế mạnh khác nhau, nên chọn cho mình hướng đi riêng. Tuy nhiên ngoài đời chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ nói chuyện. Khi tôi lần đầu tham gia phim điện ảnh, Ngọc chỉ cho tôi cách diễn, thoại. Lan Ngọc là cô gái hoạt ngôn, năng động và có tài năng, nên thành công là điều dễ hiểu. Hoạt động phim ảnh và phải tiếp xúc với làng giải trí nhưng đến nay so với các đồng nghiệp, Oanh Kiều vẫn là người khá kín tiếng, không có quá nhiều hoạt động bên lề. Cô không chọn cho mình lối sống náo nhiệt, xô bồ, mà thay vào đó là tìm kiếm sự an yên, giản dị. Nữ diễn viên tiết lộ mình vẫn ở nhà thuê, đi xe máy. Cô cũng nói rằng, trong tương lai mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Tôi sống giản dị và không thích làm hình ảnh, thú thật. Từ nhỏ đến lớn, tôi là người sống không quen với áp lực. Cuộc sống của tôi luôn yên ả, không biến động. Trước khi làm việc gì đó, tôi luôn suy nghĩ trước sau, để tránh những sự cố xảy đến. Khác với mọi người, tôi sống chậm, bước từng bước một. Oanh Kiều tâm sự.